Kinh Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự Quyển Hạ. Phẩm 11 hỏi về Ba Y. Hỏi: việc giặc Ba Y có cần xả cho không? Đáp: cần xả, nếu không xả phạm đọa, đem cho người khác hoặc trả lại mới được nhận. Hỏi: Ba Y đã rách hết được may chậm chậm không? Đáp: y đại thì được, y trung và y tiểu thì không được. Hỏi: y tiểu được mặc lên giảng đường thắp hương được không? Đáp: không có, y trung thì được, nếu không như vậy thì thân thể phải sạch sẽ tinh khiết mới được. Hỏi: giặt y xong đem đổi thành vải được dùng để đổi gạo không? Đáp: không được, nếu đổi phạm tội xả đọa, phải nhận từ sa di bạch y mới được mặc. Hỏi: có ba y rồi, may nội y nữa không? Đáp: nội y may hay không may cũng được. Hỏi: được mặc y đại lên giảng đường là bái không? Đáp: không có, y trung thì được. Hỏi: ba y được dùng lụa sống để may không? Đáp: tất cả vải lụa sống mà không nhìn thấy thân thì được mặc. Hỏi: tỳ kheo tức giận tự phá y bình bát tất trường phạm tội gì? Đáp: tức giận phiền não tự phá ba y bình bát phạm xả đọa, phá vật của người khác thì tính theo số tiền phạm tội. Hỏi: ba y được cho người mượn không? Đáp: không được ra khỏi phương giới qua đêm. Nếu trong nội giới thì được, không có giới hạn về thời gian mượn. Hỏi: vào trong làng xóm không mặc y đại phạm tội gì? Đáp: mang trên vai đi không, không phạm. Nếu tăng sai hoặc vì người bệnh mà đem đi không phạm. Hỏi: ba y rách vá lại được dùng, cần cũng lại người khác được không? Đáp: rách khoảng bằng chân con mèo, nên cho người khác họ trả lại mới được vá lại dùng. Nếu vá trước cho người sau cũng được. Phẩm 12 cái việc về bình bát. Hỏi: như thế nào là mất bát? Đáp: hoặc sức mẻ, hoặc tụng lộ, hoặc bẻ nát, hoặc dính dơ không rửa được đều bị mất. Nếu bị sức mẻ thủng lỗ thì được, thì không thể dùng được. Hoặc bị bể hàng bịt lại rồi cho người khác trả lại thì được dùng. Dính dơ không rửa được cũng vậy, để bỏ ra ngoài cương giới qua đêm thì không mất. Hỏi: bát được treo móc trên vách không? Đáp: nếu khăn bao lại thì được, không phải để chỗ sạch sẽ, hoặc đựng trong túi rồi treo lên vách thì tốt. Không được vậy, như vậy không được, như vậy rồi treo lên vách. Xưa kia nhóm xấu tỳ kheo treo bát trên vách, bát rơi xuống đất liền bị vỡ. Đức Phật nhân việc này chỉ giới: từ hôm nay về sau không được treo bát lên vách. Treo bát lên vách là phạm tội xả, làm rớt xuống đất là phạm tội xả đọa. Hỏi: tỳ kheo sáng sớm được dùng bát ăn hay không? Nếu dùng có phạm lỗi gì không? Đáp: em bất cứ thức ăn gì cũng đều phải dùng bát. Nếu một ngày không dùng bát thì phạm tội xả đọa, tội đọa. Hỏi: tỳ kheo ăn cơm muốn cho hết được nghiêng bát lại để bát cơm không? Đáp: được. Hỏi: sau khi ăn xong lại ăn trái cây được bỏ bát xuống không? Đáp: được, nếu ăn chưa xong cũng được bỏ xuống chốc lát. Hỏi: tỳ kheo ăn bưng bát dơ cao lên có được để dưới đất không? Đáp: nên bưng cao lên, nếu để dưới đất cũng không phạm giới. Hỏi: tỳ kheo lấy đồ đựng đầy cơm bỏ trong bát một nửa, có được dùng bát ăn không? Đáp: không được, nếu dùng để ăn phạm tội xả đọa. Hỏi: bác được lấy nấu thức ăn không? Đáp: không được, nếu nấu phạm tội xả đọa. Phẩm 13 hỏi về các việc khác. Hỏi: tỳ kheo bị cướp lấy một lấy trộm vật cho đem ra khỏi cương giới, người chủ thấy vật ấy của mình không biết ai lấy vật ấy, được lấy lại không? Đáp: được lấy để dùng, tức giống giới tương tự vật báu trong 93 giật đề. Trước hết phải suy nghĩ, nếu có người nhận thì không được lấy, không có người nhận thì phải bạch chỗ mới được lấy. Nếu không có chỗ mà vật trong cương giới được lấy nhưng không được lấy làm vật của mình. Hỏi: chúng ta đánh kiền chùy béo giờ ăn, tăng bên ngoài đến không cho thức ăn là phạm tội gì? Đáp: vì sợ mất lợi dưỡng phạm tội đồ các la. Hỏi: trước đây tỳ kheo giáo hóa thí chủ cúng cho 100.000 người ăn,
Nếu nhiều hơn một người trở lên có được ăn không? Tỳ kheo giáo hóa có phạm không? Đáp: nếu đánh kiền trì để ăn thì nên nhận người giáo hóa không phạm. Vì sao phải đánh kiền trì? Để tỉnh tăng, tăng đến nhiều hơn thì có lỗi gì? Phải đánh kiền trì là cần tác ý tỉnh tăng bốn phương, tăng đến hoặc nhiều hoặc ít, nên chia đều tất cả của cải, thức ăn uống cho họ thì không phạm lỗi. Hỏi tỳ kheo giáo hóa nên cư sĩ cúng dường chúng tăng. Nếu có người ngoài đến xin hết được cho 1 đến 5 tăng không? Đáp: không được, nên biết là phi pháp mà cho quá 5 tiền phạm tội khí, nếu mà chúng chấp nhận thì được. Hỏi: người chủ cúng dường cho tăng thỉnh suốt đời mỗi ngày cúng 100 tiền, chúng chỉ dùng 50 tiền của họ cúng, số tiền còn lại được dùng vào việc khác được không? Đáp: đánh kiền trì thì được, nếu không có y bác không đánh kiền trì, chúng hợp được giảm tiêu dùng, nếu từ bớt mà cúng khách tăng thì rất tốt. Hỏi: người chủ thỉnh tỳ kheo cúng ăn thức ăn trong 10 ngày nhưng dùng lại còn 3 ngày để ăn cho ngon thì phạm tội gì? Đáp: không phạm, nhưng không được xin nữa, nếu xin nữa thì phạm tội xa đọa, nếu không đủ 10 ngày mà bỏ đi thì cũng phạm tội xa đọa. Hỏi: người chủ mời cúng thức ăn trong 10 ngày tự chia làm thức ăn 1 tháng được không? Đáp: đánh kiền trì là được, nếu không đánh kiền trì, nếu tăng đi khỏi, nếu họ không cúng cho người đến ăn sau, người đến ăn sau phần của mình ăn hết phần của người khác, nếu ăn một bữa thì phạm tươi tội khí, không no thì phạm tội xa đọa. Hỏi: cha mẹ anh em bị phá sản được đi xin vật để chuộc lại không? Đáp: được, nhưng không được nói xin cho mình, phải nói xin cho cha mẹ anh em thì được, nếu dùng xong còn dư thì không được tự dùng, phải đưa cho người được chuộc. Nếu họ nói cho dùng thì phạm tội đọa, không cho dùng mà dùng thì phạm tội khí. Hỏi: đến nhà bán rượu xin của cải không? Không có việc được ngồi nói chuyện không? Đáp: tất cả các cửa bán rượu đều không được vào, nếu vào phạm tội đọa, có cửa khác thì được vào. Nếu tỳ kheo được thỉnh nên hỏi có thể giữ một ngày trai giới không? Nếu họ nói có thể cho họ thọ giới thì đến, nếu họ không thể thọ thì dù chỉ một ngày cũng không được ở trong quán rượu, ở nhà mổ giết cũng vậy. Hỏi: khuyên người uống rượu phạm tội gì? Đáp: cưỡng ép mà họ không uống phạm đồ cát la, nếu họ uống phạm tội đọa. Hỏi: tỳ kheo gửi vật cho cư sĩ quá thời hạn, tỳ kheo không đến lấy, cư sĩ đem cho tỳ kheo khác được lấy không? Đáp: không được lấy, nếu tỳ kheo còn sống là vật có chủ, nếu chết là vật của tăng. Hỏi: tỳ kheo ban đêm được cầm đuốc đi không? Đáp: mùa đông thì được, mùa hè đốt đuốc cũng được, nếu cầm lửa thì phạm tội đọa. Hỏi: vật chỉ có giá trị một cái đi đến nơi khác bán được giá bằng 5-3 cái có thể lấy không? Đáp: không được, nếu lấy phạm tội sa đọa. Hỏi: tất cả bị đùa giỡn lấy vật của người khác không trả lại thì phạm tội gì? Đáp: bị đùa giỡn lấy vật trên hết thì phạm tội sa đọa. Hỏi tỳ kheo nếm thức ăn được không? Đáp: không được, biết mà ăn phạm tội sa đọa, nếu thức ăn của người khác cũng phạm tội sa đọa, nếu không sám hối liền tội ấy từ người ấy ngày càng tăng thêm. Thuở xưa có một vị tỳ kheo làm việc cho chúng tăng, thường phân chia thức ăn, luôn chỉ tay vào được vật nói: lấy vật này, dùng vật này, ngày nào cũng vậy, không chịu sám hối sẽ qua đời bị đọa trong ngạ quỷ. Có một tỳ kheo đắc là A-la-hán, ban đêm nghe tiếng kêu đến ở trong nhà xí nên hỏi: người là ai? Đáp: tôi là ngạ quỷ. Hỏi: vốn làm điều gì mà đọa trong ngạ quỷ? Đáp: ở trong chùa này làm việc cho chúng tăng. Hỏi: người vốn siêng năng vì sao lại đọa làm ngạ quỷ? Đáp: vì đem thức ăn không thanh tịnh cho chúng tăng ăn. Vị A-la-hán hỏi: thế nào là bất tịnh? Đáp: chúng ta có nhiều đồ vật đựng đầy thức ăn, do thấy rồi dùng tay chỉ vào đồ vật bằng ấy, lấy vật này dù vật này nên phạm tội đọa. Qua 3 lần thuyết giới mà không chịu sám hối nên tội tăng thêm thành tội nặng, vì thế bị đọa trong ngạ quỷ. Quay tay, hai tay phanh xé ngực, lột da xẻ thịt, hơi thở yếu ớt. Hỏi: vì sao phanh xé ngực? Đáp: vì trùng ăn nên thân thể đau đớn. Hỏi: vì sao hơi thở yếu ớt? Đáp: vì trong miệng có trùng. Lại hỏi: vì sao kêu đơn? Đáp: vì đói khát sắp chết. Hỏi: muốn ăn vật gì? Đáp: ý muốn ăn phân mà không thể được. Hỏi: vì sao không được? Đáp: do các ngạ quỷ đuổi nên đuổi đi nên không ăn được. Vị A-la-hán nói: ta biết làm sao. Quỷ nói: xin cho chư tăng biết mà chú nguyện. Đáp: được rồi. Vị A-la-hán liền trở về trong chúng nói: người kia bị đọa làm ngạ quỷ. Chúng tăng hỏi: vị ấy vốn rất siêng năng, sao lại bị đọa nơi đường ác?
Đáp, vì dùng thức ăn không thanh tịnh cho chúng tăng ăn mà không sám hối. Xin tăng chú nguyện. Quỷ liền được ăn phần, không còn kêu rên. Do đó lấy việc này chứng minh, đại tỳ kheo không được tự tay làm thức ăn về chỉ và đồ vật đựng thức ăn của tăng. Nếu không phải vật dụng của tăng, tự tay nhận để làm cho tăng thì không phạm. Hỏi thầy, sai đệ tử buôn bán làm cái việc không đúng pháp có được loại bỏ thầy không? Đáp, được bỏ. Có bốn nhân duyên nên ở: một là cho phép cho thức ăn, hai là cho phép cho y bác không cho thức ăn nên ở, ba là cho phép cho y bác cho thức ăn nên ở, bốn là cho phép không cho y bác không cho thức ăn thì nên đi. Hỏi, luận về tác tịnh, tác tịnh như thế nào? Tác tịnh có mấy việc? Đáp, rau quả phải tác tịnh bằng dao, tay, lửa, lúa, gạo, cần lửa để tác tịnh. Quả đã tác tịnh thì ăn hạt không đắng. Hỏi, lễ bái được mang giày dép không? Đáp, xanh là được. Hỏi, vẽ hoa làm phướng để bán phạm tội gì? Đáp, phạm tội xả đọa. Hỏi, thì kheo dạng người buôn bán phạm tội gì? Đáp, phạm tội xả đọa. Hỏi, thì kheo nuôi súc sinh, nô thì trâu lừa chim phạm tội gì? Đáp, phạm tội xả đọa. Không sống hối thì tội càng tăng thêm. Hỏi, thì kheo nhận người vào đạo chứa xuất gia mà người ấy được ăn đồ ăn của tăng không? Đáp, bạch tăng thì được. Không bạch tăng mà ăn phạm tội đọa. Hỏi, là thì kheo khất thực cho tăng nên trên đường được thức ăn ấy không? Đáp, nếu trước khi đi có thưa tăng, tăng cho thì tốt. Nếu không thưa rồi trở lại thưa, ta chấp nhận thì tốt. Nếu tăng không chấp nhận thì phải trả lại. Nếu không trả thì phạm tội nặng. Hỏi, nếu người khác đem thức ăn cất trong chùa để qua đêm có phạm không? Đáp, không phạm. Hỏi, thắp đèn liên tục được lấy một ít, một lít, hai lít dầu để cất trong phòng mình không? Đáp, được. Hỏi, rượu thuốc được cất trong phòng mình không? Đáp, bệnh thì được cất 7 ngày. Hỏi, không dùng nhành dương có phạm không? Đáp, phạm tội xả đọa. Hỏi, chưa sáng được dùng nhành dương không? Đáp, khi sao mai mọc thì được, nếu dùng sớm hôm thì phạm xả đọa. Hỏi, sau khi ăn được dùng nhành dương không? Đáp, được dùng. Nếu không á, nên dùng tro bột kết. Nếu đều không dùng thì phạm tội xả đọa. Quá giờ ngọ cũng phạm tội đọa. Sau giờ ngọ trừ thuốc ra, có tất cả cây có mùi vị màu sắc đều không được đưa vào miệng. Nếu đưa vào phạm tội xả đọa. Hỏi, nếu không có nhành dương được dùng tất cả các loại cây khác để xúc miệng không? Đáp, cũng được. Hỏi, thiếu thốn được vào chợ xin không? Đáp, trước giờ ngọ thì được, sau giờ ngọ thì không được. Cũng không được xin tiền, nếu muốn xin tiền và dẫn theo một cư sĩ hoặc sa di đi thì được. Hỏi, có người bắt tỳ kheo để bán, có được bỏ chạy không? Đáp, lúc đầu thì được, qua chủ khác thì không được. Hỏi, tỳ kheo nói đùa là nhận được vật lấy làm thức ăn, mời tỳ kheo được ăn không? Đáp, không được, nếu ăn phạm tội xả đọa. Hỏi, thì kheo ni không siêng năng có thể khuyên thôi tu đạo không? Đáp, không có lý như thế. Hỏi, hòa thuốc cho người bị chết phạm tội gì? Đáp, có tâm tốt thì không phạm, có tâm ác thì phạm tội nặng. Hỏi, thì kheo 10 hạ lạp hay 5 hạ lạp mà không tụng giới thì phạm tội gì? Đáp, nếu không tụng giới mà ăn thức ăn của tinh tế hàng ngày thì phạm tội tròn. Nếu trước không biết thì được sám hối. Hỏi, tất cả miếu của các vị toàn ở có thể ở lại đêm không? Đáp, đi đường thì được ở. Nếu có ý quấy rối mà ở thì phạm tội đọa. Hỏi, tỳ kheo ăn thịt sống phạm tội gì? Đáp, phạm tội đọa. Hỏi, hai người nam hành dục chưa xong phạm tội gì? Đáp, phạm quyết đoán. Hỏi, hai người nam dâm dục muốn đùa giỡn ở miệng liền dừng phạm tội gì? Đáp, phạm tội đọa. Nếu thành thì phạm quyết đoán. Hỏi, giường chiếu của người khác để hành dâm trên đó, chỗ đó có thể nằm được không? Đáp, thầy thấy chỗ đó rửa sạch cho có thể nằm. Hỏi, tăng đại sướng tăng bạc tượng tọa chưa ăn hạ tọa ăn trước phạm tội gì? Đáp, nghe sướng đồ ăn thì không phạm. Hỏi, tỳ kheo không đầy đủ sáu vật phạm tội gì? Đáp, không xin để làm phạm tội xả đọa. Nếu xin không thể được thì không phạm. Hỏi, tỳ kheo quá lạnh được thay y nằm không? Đáp, mặc y thì được. Hỏi, tỳ kheo tự xưng tên họ và giữ giới dùng sức nảy ép xin được làm thì phạm tội gì? Đáp, phạm xả đọa.
Hỏi người nữ có bệnh nhọt hoặc có chỗ đau đớn, tỳ kheo lấy tay đè chỗ này để chữa trị và tự nhiên. Đáp: nếu khởi tâm thì bạn quyết đoán, không khởi tâm thì bạn xa đọa. Hỏi: phụ nữ không có con, nói tỳ kheo dạy cho tôi phương pháp, tỳ kheo liền dạy và tự nhiên. Đáp: bạn quyết đoán. Hỏi: giờ tỳ kheo đem vật cho người nhưng không đưa cho họ vật gì? Đáp: tự lấy không đưa thì bằng tội nặng, cất cho hư rồi trả lại, tính giá trị để biết tội nhẹ hay nặng. Hỏi: vào trong xóm này có mặc y phạm tội gì? Đáp: phạm tội xả đọa. Hỏi: tỳ kheo đeo họ phạm tội gì? Đáp: nơi ở xóm làng trong chúng cai giáng một lần thì phạm xả đọa, gan 3 lần không bỏ thì phạm quyết đoán. Hỏi: vào trong xóm làng cầm cung tên dao để xem mà tội gì? Đáp: chứ không biết pháp thì không phạm, nếu biết thì phạm tội đồ cát la. Hỏi: tỳ kheo đi xe ngựa phạm tội gì? Đáp: con được chở một lần thì phạm lỗi, can 3 lần không bỏ thì phạm quyết đoán, con cái chở một lần phạm quyết đoán. Hỏi: vào xóm làng tỳ kheo có 2 người đời đánh nhau phạm tội gì? Đáp: phạm xả đọa. Hỏi: tỳ kheo cầm cờ 5 màu treo lên cây đùa giỡn, phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: vào trong xóm làng bé trẻ con 3 tuổi, trẻ con la khóc, phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: vào trong xóm làng đánh nhau với người đời, phạm tội gì? Đáp: phạm được cái la. Hỏi: vào trong xóm làng coi người đời cho súc sanh giao hợp, phạm tội gì? Đáp: biết phi pháp mà coi thì phạm tội xa đọa, không biết không phạm, trong tâm khởi dâm dục, miệng nói lời thô tục, phạm quyết đoán. Hỏi: tỳ kheo ăn không nói được nói với người chưa thọ đại giới không? Đáp: được, chỉ trừ ba la môn. Hỏi: trong núi trong đồng vắng tới và không có chủ, có thể lấy dùng không? Đáp: được dùng, nếu cần phải nói với vua hoặc người trong cung vua, hoặc nói với người khác thì được dùng, nếu không nói không được cầm đi, nếu đem đi phạm xả đọa. Hỏi: tỳ kheo làm thuốc được lấy và không? Đáp: nếu có tâm từ bi được làm, tâm ác thì không được, không có ý bác người khác cho thì được lấy, hoặc có ý bác người khác ép để làm phước thì được lấy, nếu người không cho cũng không được làm phước mà sinh, nó sinh phạm xả đọa. Hỏi: khi ăn khăn cỡ lớn nhỏ có tương rau cơm canh đổ lên khăn cần lên giặt không? Đáp: không dơ bẩn cũng phải giặt hàng ngày. Có nếu có sa di và cư sĩ giao cho họ và nhận lại trong ngày đó không phạm, nó đã giao rồi họ để trong phòng không còn bỏ, nếu không cho không giao cho ai cũng không giặt thì phạm xả đọa. Hỏi: tỳ kheo ở trong phòng riêng có tay cửa giỡn phạm tội gì? Đáp: phạm xả đọa. Hỏi: tỳ kheo được đi quanh bên dòng nước nhỏ và hố nhỏ không? Đáp: không được, nếu đi quanh phạm tội xả đọa. Thời xưa có một vị ở Quả Tắc, tới một vị tỳ kheo đến muốn cúng dường một cái áo đẹp, vị tỳ kheo liền đi theo. Dưới đường đi có một cái dòng nước nhỏ, vị tỳ kheo ấy đi bên bờ, ở Quả Tắc đó liền sanh nghi ngờ suy nghĩ, mình cho rằng vị tỳ kheo này tốt nên muốn cúng dường một cái y đẹp, vậy mà vị này lại đi quanh quẩn bên hào hố, trở về mình sẽ cúng bằng nửa cái y mà thôi. Tỳ kheo ấy là bậc vua vô nhiễm, nên biết suy nghĩ của người đó nên đi trước, gặp dòng nước lại có ý đi vòng qua. Hiền giả là nghĩ, trở về ta sẽ cúng một bữa ăn thôi. Vị tỳ kheo đó là bậc vô nhiễm nên biết suy nghĩ của người kia, nên đi trước gặp dòng nước liền vén y rồi qua. Hiền giả nói, hiền giả hỏi với tỳ kheo, vì sao không đi vòng quanh qua? Vị tỳ kheo nói, ông trước đó đã cúng cho tôi một cái y, một lần tôi đi vòng quanh qua dòng nước, ông đã bớt chỉ còn lại một nửa cái y thôi, lại đi quanh lần nữa thì chỉ còn được một tấm vải thô, nếu đi thêm một lần nữa thì chỉ còn một bữa ăn. Lần này tôi không đi quanh nữa vì sợ mất luôn thức ăn. Nghe xong hiền giả mới biết đây là bậc một bậc đắc đạo liền sám hối và mời về nhà cúng dường đầy đủ. Đó đó là bằng chứng nên biết tỳ kheo không được đi quanh qua dòng nước hầm hố. Hỏi tỳ kheo chạy phạm tội gì? Đáp phạm tội đọa, có việc gấp thì không phạm. Hỏi có người sau khi xuất gia trở về để lấy vật trong nhà phạm tội gì? Đáp phạm tội khí, vì sao vào lúc đầu xuất gia tất cả đều bỏ hết, không phải là vật của mình. Hỏi tỳ kheo, lúc tỳ kheo còn tại gia, các vật của cha mẹ anh em sau đó xuất gia, người nhà chết hết, tỳ kheo trở về lấy vật cho mình, phạm tội gì? Đáp, nếu được lấy thì phạm tội khí. Nếu có cư sĩ thân quen, có thể nói họ lấy là việc phước, và chia một nửa cho quan, vì sao vì vật này không có chủ nên giao, cho nên giao lại cho quan, không được lấy hết. Nếu lấy hết thì phạm tội nặng.
Hỏi thầy thọ giới lại làm đệ tử được giảm bớt hạ, làm được giảm bớt giới và ngồi ở nơi thấp nhất không? Nếu không được làm như trên, có được đảnh lễ không? Đáp hoàn toàn không có lý này. Hỏi tỳ kheo đi vào trong đám ruộng của người khác hoặc có lúa non hoặc không có lúa non, nếu có việc gấp thì phạm không? Đáp có lúa non thì phạm tội đọa, có việc gấp thì không phạm, không có lúa non thì đi đường. Ở người biết lỗi phải đại phát lồ hoặc 5 3 ngày hoặc có nạn nên chúng tăng phân tán, tôi có được giải quyết không? Đáp và cầu xin chúng tăng mới được giải quyết. Hỏi vua quan hỏi tỳ kheo việc tốt xấu, tỳ kheo nói sau đó được cúng dường và tội gì? Đáp nếu được thức ăn thì phạm tội đọa, được vải thì phạm sa đọa. Nếu nói cho họ đánh nhau mà được cúng dường thì phạm tội nặng. Hỏi tỳ kheo có duyên sợ đi vào trong đám ruộng của người đời được không? Đáp được. Hỏi tỳ kheo không đủ 5 tuổi hạ không y chỉ vào tội gì? Đáp không có thầy y chỉ. Nếu uống thuốc ăn cơm thì ngày nào cũng phạm tội trọn, nếu trước đây không biết pháp được sám hối. Hỏi tỳ kheo 10 tuổi hạ không tụng giới được không? Đáp giống như việc y chỉ. Hỏi tỳ kheo buôn bán ở chợ thì khoe vật của mình để bán giá đắt, người tin nên mua giá đắt, phạm tội gì? Đáp phạm tội trộm. Hỏi tỳ kheo đi trên đường xa vắng vẻ có thức ăn mà không có người nhận, được ăn như thế nào? Đáp chỉ được đưa một tay xuống lấy thức ăn vừa đủ, nếu lấy nhiều quá thì phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo đi thuyền nước lớn không xuống được, được tiểu tiện trong nước không? Đáp được. Hỏi tỳ kheo chép kinh trên thẻ tre tụng xong lau bỏ có phạm không? Đáp phạm tội đọa. Hỏi chưa đủ 5 tuổi hạ được vào tụng luật không? Đáp không được, có thể giáo giới phần thôi mà thôi, nếu tụng thì phạm sa đọa. Hỏi xả đại giới không bắt giới sa di là gì phải không? Đáp không phải. Hỏi tỳ kheo ngủ 3 ngày phạm tội gì? Mở cửa thì không được, phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo được dựa vào vách nằm xuống đất không? Đáp phòng riêng thì được, trong chúng thì không được, phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo ở trong phòng không mặc ba y phạm tội gì? Đáp ngồi thì tụng kinh không mặc, phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo đi đường mặc nơi hoàn toàn được được buộc ống chân không? Đáp có lần thì được. Hỏi tỳ kheo giữ đồ để sơn phạm tội gì? Đáp cây bằng gỗ để sơn hoàn toàn không được dùng, dùng thì phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo đã nhận thức ăn vào tay hoặc trộn thức ăn làm dơ tay được nhận thức ăn không? Đáp được. Hỏi tỳ kheo vào trong phòng không ngồi chỗ của mình phạm tội gì? Đáp phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo đi nhiễu quan sát hoặc tỳ kheo ni hay ưu bà tắc đi theo đi quanh theo sau có phạm không? Đáp nếu có ưu bà tắc thì không phạm. Hỏi rau xanh đã tắc tịnh còn rễ tỳ kheo có được ăn không? Đáp được. Hỏi đệ tử đi xa gửi bạc cho thầy hoặc thầy gửi cho đệ tử quá hạn không về trải qua mấy năm có thể lấy dùng không? Đáp nếu khi đi không nói thì không được dùng, nếu nên biết đây là và có chủ, nếu người kia đã chết là vật của tăng bốn phương. Hỏi tỳ kheo dạy cư sĩ không cúng tế những người đã mất lý này đúng không? Đáp không đúng. Giả sử cha mẹ không ăn được nhưng tâm cung kính dân cúng cũng được phước vậy. Hỏi trong chúng được ngồi chung một chỗ với thầy không? Đáp không được ngồi gần, không được ngồi cùng bạn ăn cơm. Hỏi tỳ kheo không lạnh mặc ba y lễ Phật phạm tội gì? Đáp trong chúng thì phạm được khác ra. Hỏi tỳ kheo tự tay pha chế thuốc được không? Đáp lấy cỏ thanh tịnh thì được. Hỏi tỳ kheo có y bỏ đạo để mặc áo thế tục, lúc ấy hướng đến chỗ Thế Tôn lễ bái, sau đó trở lại theo chúng xin tu lại nên chấp nhận không? Đáp nếu chưa xả giới thì nên nhận. Hỏi tỳ kheo biết anh em cha mẹ của mình bị phá sản mà không chuộc lại có tội không? Đáp nếu vì hành đạo mà chuộc thì không có tội. Hỏi
Nếu người đến thưa chúng tăng tự xưng mình là thánh chúng, được nhận không? Đáp không nên nhận. Hỏi: Nếu người đem vật cúng tăng nói cúng thánh chúng, được nhận không? Đáp: Nếu không nói được chia, được lấy thì vì chúng chỉ hiểu theo phong tục. Họ đi đường lội nước sang người cổng và phạm tội gì? Đáp: Nếu không phải già bệnh thì phạm tội đọa. Hỏi: Người làm việc cho chúng tăng thì khéo được sai làm việc lặt vặt không? Đáp: Sai làm việc nhỏ thì được, việc lớn thì không được. Hỏi: Tỳ kheo để móng tay vào phạm tội gì? Đáp: Phạm tội đọa. Hỏi: Tỳ kheo thượng tòa chưa tắm, hạ tòa tắm trước phạm không? Đáp: Phạm tội đọa. Hỏi: Trong đồ đựng của tỳ kheo bỗng nhiên có vật khác hoặc đã chơi đại không biết ai đã cho, có thể lấy dùng không, có thể đem bỏ không? Đáp: Đưa cho tăng, không được dùng riêng. Đáp: Hỏi: Có một trú sứ tăng đến đi rất nhiều, để bỏ lại đồ vật hoặc là của thần hoặc là áo cũ hoàn toàn không dùng nữa, có thể lấy không? Đáp: Cho chúng tăng để một tháng một năm, sau đó được dùng. Nếu sau chủ đến, tăng phải trả lại. Nếu là vật châu báu quý giá về sau chúng không thể đền thì đừng dùng. Hỏi: Thì khai biết có cư sĩ quen đến làm, nên nói với hòa thượng Yuna đem thức ăn của tăng cho họ không? Đáp: Tăng sai thì được, không sai thì không được. Hỏi: Tỳ kheo bỏ đạo về đời sau đó lại xuất gia, thầy trước phải cho lại thầy nữa không? Đáp: Không phải. Hỏi: Đến đàn giới các thầy tăng có thể gọi là thầy không? Đáp: Không có lý này, không theo người tọa pháp hoàn toàn không được làm thầy. Hỏi: Tất cả thầy được gọi là hòa thượng không? Được xưng là đệ tử không? Đáp: Không được. Về sự kính trọng thì cũng như tôn trọng theo thế tục. Phẩm 14. Hỏi về tam tự quy. Hỏi: Ba quy, người nào được tọa nhận, người nào không được tọa nhận? Đáp: Trừ năm tuần thì còn lại đều được. Hỏi: Tu ba quy nên thực hành như thế nào? Đáp: Thân, miệng và ý không làm điều tà, không theo thầy tà kiến. Hỏi: Thế nào là gọi là phạm ba quy y? Đáp: Ưa thích tà kiến, theo thầy tà đạo. Hỏi: Nếu phạm ba quy y sám hối như thế nào? Đáp: Đến chỗ bổn sư sám hối, nếu không còn bổn sư thì đến tỳ kheo khác cũng được. Hỏi: Nếu không thể giữ gìn được xả không? Đáp: Được. Hỏi: Nếu xả phải xả như thế nào? Đáp: Đến bổn sư hoặc tỳ kheo thưa: Từ hôm nay trở về sau con không thể quy y theo Phật, theo pháp, theo tăng được nữa. Nói ba lần như vậy, nếu chưa đủ ba lần thì vẫn còn tọa trì ba quy y. Họ có người thọ tam tự quy mới sám hối tội ác đời trước, lý này đúng không? Đáp: Không có lý này. Hỏi: Thọ ba quy y là thọ từ một người được đến ba người mà chỉ tọa một quy không? Đáp: Không được. Hỏi: Pháp tọa ba quy là trọn đời hay có thể được một năm, nửa năm, 10 ngày, 5 ngày không? Đáp: Tùy theo ý muốn, nhiều hay ít. Hỏi: Nếu theo thầy tọa ba quy một năm, nửa năm sau khi đủ ngày rồi được gọi là thầy không? Đáp: Theo thọ pháp suốt đời là thầy. Hỏi: Ba quy y được thọ một quy y hoặc hai quy y không? Đáp: Không được. Hỏi: Thọ ba quy y hiện tại không có thầy được theo văn để thọ không? Đáp: Không được. Hỏi: Trước đây thọ ba quy y phạm tội không sám hối được thọ lại không? Đáp: Không được, còn phải sám hối. Nếu muốn thọ phải xả lần thọ trước, nếu không xả thọ lại thì không đắc giới. Phẩm 15. Hỏi về năm giới. Hỏi: Không thọ ba quy y được thọ năm giới không? Đáp: Không được. Hỏi: Nếu thọ ba quy y phạm mà không sám hối được thọ năm giới không? Đáp: Không được. Hỏi: Thọ năm giới có được thọ 5 ngày, 10 ngày, 1 năm, 2 năm không? Đáp: Tùy theo ý muốn, nhiều hay ít. Hỏi: Phạm năm giới không sám hối được thọ lại không? Đáp: Không xả giới trước thì không được thọ lại, không sám hối cũng không được xả. Hỏi: Phạm hết năm giới được sám hối không? Đáp: Nếu giết người.
Anh giao với người tôn kính và tỳ kheo ni trộm cướp tài sản của Tam Bảo đều không được sám hối, ngoài ra được sám hối. Hỏi nếu không thể giữ năm giới được xả không? Đáp được xả. Nếu muốn xả năm giới, hợp cả ba tự quy lại nói: từ hôm nay Phật không phải là thầy của con chẳng phải là đệ tử của Phật. Nói ba lần như vậy, Pháp Bà Tăng cũng nói như thế. Nếu chị xả 1, 2, 3, 4 giới thì chị nói từ hôm nay con không thể giữ giới nào đó. Nói như vậy ba lần, nếu không đủ ba lần giới vẫn không mất. Hỏi đối với năm giới có thể theo năm thầy thọ một giới không? Đáp được. Hỏi đã thọ thiên năm giới về giới trọng có thể xả bớt một hay hai giới không? Đáp được. Hỏi năm giới có thể thọ một hai ba giới không? Đáp được, tùy theo ý muốn, nhiều hay ít. Hỏi thì kheo phạm giới nặng hoặc phạm giới rượu cho thọ giới có đắc không? Đáp không đắc giới. Hỏi có tám giới bạch y không? Đáp không, chỉ có tám giới quan trai và 16 hỏi về 10 giới. Hỏi không thọ năm giới được thọ 10 giới không? Đáp nếu trước đây thọ ba quy y rồi thì được, vì trong 10 giới đã có năm giới, không cần thọ lại năm giới. Hỏi phạm năm giới không sám hối được thọ 10 giới không? Đáp không được, nếu trước đây không biết sám hối mà thọ thì được, có biết mà không sám hối thì không được. Hỏi thầy phạm giới trọng theo thọ 10 giới có đắc giới không? Đáp không đắc giới. Hỏi sa di phạm 10 giới được sám hối không? Đáp đồng như năm giới trên. Phẩm 17 hỏi về sa di. Hỏi sám hối cần chúng không? Đáp không cần chúng, chỉ đến chỗ bổn sư là được rồi. Nếu hiện tại không có thầy, đến chỗ thì kheo khác sám hối cũng được. Hỏi sa di nửa tháng thuyết giới một lần được không? Đáp không có lý này, vì sao? Vì giới của sa di không bao hàm, nhưng mọi người đều có thể tụng giới ngày 15 và hợp lại một chỗ để tụng. Hỏi sa di phạm giới được đến chỗ sa di khác sám hối không? Đáp không được. Hỏi sa di được mặc y thế tục không? Đáp không được. Hỏi thầy có nhiều việc sai trái sa di được bỏ đi cầu thầy khác không? Đáp được. Hỏi sa di phản thầy theo thầy cư sĩ chạy theo thế tục nhưng không bỏ giới, trải qua nhiều năm trở lại xin thầy xuất gia, đó là sa di xả quấy nhưng đều sám hối đổi lòng, không cần phải giới lại chăng? Đáp vì sa di này chỉ đến thầy sám hối, vốn không bỏ giới, không cần tỏ lại, cũng không đắc giới, thọ cũng không đắc giới. Hỏi sa di bị giặc cướp đi trải qua năm tháng hoặc chuyển đến chủ khác được trốn chạy không? Đáp chuyển đến người chủ khác thì không được. Hỏi sa di phạm giới cấm thầy và tăng đã đuổi được sám hối và xuất gia lại không? Đáp nếu không xả giới vẫn còn là sa di, có thể được sám hối. Hỏi khi cư sĩ tới sa di thọ năm giới nhưng sau đó xuất gia thọ trại giới, bổn sư vẫn là sa di được gọi là thầy không? Đáp được gọi là thầy nhưng không được đảnh lễ. Sa di nên đảnh lễ khi còn cư sĩ theo bên đi thọ năm giới nhưng sau đó xuất gia cũng vậy. Hỏi tỳ kheo tham vật riêng tội ấy rất nặng. Xưa có một tỳ kheo tham một cái nạo bằng bạc đồng, nạo bạc bằng đồng, sau khi chết làm ngạ quỷ, chúng tăng chia vật xong, đến nơi tỳ kheo ấy đã qua đời, anh thấy hiện ra một vật lớn như đám mây đen. Cái tỳ kheo kinh ngạc, đây là vật gì? Trong chúng có người đắc đạo nói đây là tỳ kheo đã chết vì tham cái nạo bạc nên bị đọa trong loài ngạ quỷ. Hôm nay vì tham tiếc muốn đến sinh lại, cái tỳ kheo liền lấy cái nạo bạc trả lại ngạ quỷ cầm rồi le lưỡi liếm bỏ xuống đất rồi đi. Cái tỳ kheo trở lại lấy nhưng rất hôi thối, không thể để đến gần. Lại sai người lấy cái nạo bạc làm thành đồ vật nhưng vẫn còn hôi thối, không thể dùng được. Lấy điều này để làm chứng minh nên biết tham là tai họa lớn. Tỳ kheo tham tiếc y phục mới có sự thảm khốc là tự đốt cháy thân mình. Xưa có một vị tỳ kheo thích may y, ngày đêm đắm nhiễm, lúc bị bệnh nặng biết mình sẽ chết, liền ngẩng đầu lên ngắm nhìn y, trong lòng khởi lên tư tưởng sâu ác, nói ngay sau khi ta chết ai dám mặc y này của ta. Không bao lâu tỳ kheo ấy chết. Hóa làm con rắn độc trở lại quấn quanh ở bên y, chúng tăng khiêng tỳ kheo đã chết đi chôn cất. Xong hai người về lấy y và vật dụng,
thấy con rắn độc quấn quanh y đang giương cổ để phun nọc độc, nên không dám lấy trở lại thưa chúng. Trên bày việc đã thấy, các tỳ kheo cùng nhau đến xem đều không dám đến gần. Có một vị tỳ kheo đắc đạo đi nhập vào bốn tâm vô lượng không thể trúng độc, liền đến gần nói: đây vốn là y của ngươi, hôm nay ngươi đã chết, vì sao lại giữ nó? Liền lấy quăng đi không xa, vương vào một bụi cỏ, lửa độc phát ra đốt bụi cỏ, trở lại đốt cháy thân rắn, da bị chết, đọa vào trong địa ngục. Lửa thiêu đốt trong một ngày bị thiêu đốt hơn 3 lần, để do tham làm hại. Nếu tăng thuận theo pháp thọ tuổi hè của Đức Như Lai thì tỳ kheo nên làm như vậy. Từ mùa hè đầu tiên của Như Lai này đến hết mùa hè này, trong 6 tháng chúng đã có nhiều sự lỗi lầm, làm trái với luật, trừ 2 việc sai làm trước, ngoài ra không trừ trường hợp nào nữa. Thế Tông đại nhóm tăng họ hợp chỉ dạy sách tấn: hôm nay ta tư duy điều này, cùng các ông tỏ bày sám hối, nói về những việc đã sai lầm mỗi người phải tự nhận. Nếu trong 90 ngày không có định luật của Thế Tôn, không có trí tuệ của Thế Tôn, không có giới của Thế Tôn, thì chúng ta sai phạm rất nhiều. Vì không có trí tuệ của Thế Tôn, không có giới của Thế Tôn nên phạm, vì không có trí tuệ của Thế Tôn nên phần nhiều không làm theo sự chỉ dạy, không có định luật của Thế Tôn nên loạn tâm sai phạm nhiều, hoặc nghĩ đến các dục hoặc không làm theo việc dục, hoặc nghĩ đến cách trộm cắp mà không làm việc trộm cắp, hoặc nghĩ đến cách giết nhưng không làm việc giết hại, hoặc nghĩ đến việc giả dối là không làm việc giả dối, hoặc nghĩ đến pháp tăng già bà thi sa nhưng không thực hành tăng già bà thi sa. Trong 90 ngày đã phạm các việc thuộc an nghi. Hỏi cư sĩ muốn xuất gia, tỳ kheo liền nhận: có thỉnh thầy khác, tỳ kheo trước là thầy phải không? Đáp: không phải thầy. Nếu theo người nào thọ pháp thì người ấy có thể làm thầy, hoặc nương theo thì vị ấy có thể làm thầy y chỉ. Hỏi: nếu có tỳ kheo không xả giới xa di, tức là người tu đạo đại đạo, nhưng lại thọ giới làm tăng được không? Đáp: được. Hỏi: trước đây đã thọ giới nhưng không đắc giới, có cho ở không? Đáp: được cho ở. Hỏi: về sau người ấy làm thầy đúng hay sai? Đáp: sai. Hỏi: nhiều người thọ giới chỉ thỉnh một người làm thầy, có thể 10 người, 50 cùng thọ một lúc không? Đáp: không có lẽ đó. Hỏi: sa di thọ đại giới thỉnh một tỳ kheo làm thầy để thọ đại giới, nhưng tỳ kheo này không biết yết ma và pháp thọ giới nên mời thầy khác để truyền giới, như vậy ai là thầy? Đáp: người truyền giới làm thầy, nếu không truyền pháp thì không phải thầy. Tỳ kheo truyền 5 giới chỉ được truyền cho bà la môn, đối với người ni khác truyền cho tỳ kheo cũng không đắc giới. Hỏi: người làm mai mối phạm tội gì? Đáp: phạm thân tạng. Hỏi: tất cả vật của mình vua quan không lấy hết đem cho được không? Đáp: vua quan không nghi ngờ thì có thể được. Hỏi: thấy người hành dục không quả trách phạm tội gì? Đáp: người khác có thể can gián, nếu không can gián phạm tội đọa, nếu không thể can gián nên đến tỳ kheo nói ra hết tội lỗi của mình. Hỏi: trước đây tỳ kheo phạm tội tội giới lại được ở chung không? Đáp: phục phạm tội nặng không được tội giới lại, phạm tội quyết đoán sám hối tội lỗi thì được tỏ lại, nếu không sám hối thì không được tỏ lại, huống chi được ở chung. Hỏi: có việc gấp thì kheo đem cung tên lên thuyền có thể đi theo không? Đáp: người cầm phạm tội nặng, còn người chở thì phạm tội sa đọa. Hỏi: thì kheo bị quan bắt buộc làm việc phi pháp phạm tội gì? Đáp: không được làm. Hỏi: hai người nam cùng dẫn cho tiểu tiện phạm tội gì? Đáp: nếu thành phạm quyết đoán. Hỏi: thì kheo lắng nghe hai người nam hành dục phạm tội gì? Đáp: không có tâm dục mà nghe phạm tội đọa, có tâm dục mà nghe thân không xuất tinh phạm đồ các lạc. Hỏi: tỳ kheo bị bệnh không thể đi được, ngồi xe ngựa được không? Đáp: không được thì được, không nghĩ là con cái thì phạm tội đọa, nếu nghĩ thì phạm quyết đoán, không biết là con cái thì không có tội. Hỏi: tỳ kheo chê quyển kinh cũ đem bán đi mua quyển mới phạm tội gì? Đáp: bán kinh thì có tội, như bán cha mẹ. Hỏi: hai người đang đánh nhau phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: xuất sinh hành dục tỳ kheo tách chúng ra phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: mặc y tiểu để đi, cất y đại được nhờ người cúng dường không? Đáp: được. Hỏi: ở trong hệ tỳ kheo được nhận vật của tăng không? Đáp: nếu vật cũng cho tăng phải chia ra, không được cất đi. Hỏi: tỳ kheo có quen biết nhà thí chủ bận việc nên giao lại cho tỳ kheo khác để đến đó cất thực được vật phạm tội gì?
Đáp, xem xét người chỗ có tâm xấu, không được nhận, nếu nhận phạm tội đọa, nếu biết người chỗ có ý tốt thì được lấy. Họ chim sẽ ở trong nhà người làm tổ, thì khai phá hoặc lấp bích hang chuột phạm tội gì? Đáp, chim sẽ chưa có con thì được đuổi đi, có con thì không được. Vì trong hang chuột chỉ có một cái lỗ nên không được lấp, nếu bên trong và bên ngoài đều có lỗ thì được lấp bích lỗ bên trong. Hỏi tỳ kheo, cùng thầy và bạn đồng học được đưa thư qua lại không? Đáp, ở nơi khác trong nước thì được thông tin qua lại, còn nước khác thì không được. Hỏi người xuất gia, quốc pháp, cha mẹ không chấp nhận được tội giới không? Đáp, không được. Bây giờ tôn giả Mục Liên từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật khoan nghĩ khi ngài nói tỳ ni sau khi Như Lai diệt độ ai có thể thọ trì theo luật này. Đức Phật dạy: Này tôn giả Mục Liên, sau khi Như Lai diệt độ đã có tỳ kheo, tỳ kheo ni phỉ báng luật này nên biết người ấy là bạn của ma, không phải là tử của ta. Những hạng người như vậy suốt đời học đạo cũng không thành tựu, không ra khỏi ba cõi. Hôm nay ta rất thương xót chúng sanh. Khi ấy tôn giả Mục Liên nghe Đức Phật dạy nói, hoan hỷ phụng hành.